Đây là một cái đèn bàn mà mình vừa mới mua được ở trên Shopee, với giá khoảng gần 100 ngàn. Thì cái đèn này nó rất là hay, một cái là nó cũng khá là sáng, rất là thích hợp để cho mình sử dụng khi mà cúp điện hoặc là khi mà các bạn học á, thì mình có thể sử dụng làm đèn học hoặc là đèn đọc sách cũng rất là tốt. Nó rất là gọn và nhẹ luôn. Đó. Thì cái đèn này nó hiệu là hai pin. Đèn bàn nó có 12 cái bóng LED. Và đây là một số cái ứng dụng của nó, thì như là mình có thể sử dụng đi cắm trại đó hoặc là học tập gì đó. Thì cái đèn này nó sẽ có hai phiên bản nha. Một cái phiên bản là mình có thể chỉ sử dụng bằng 3 viên pin tiểu thôi, và một cái bản nữa là mình có thêm một cái cọng dây USB để mình có thể sử dụng bằng điện trực tiếp hoặc là từ cái sạc dự phòng của mình đó. Thì đây là cái đèn bàn, có thể sử dụng bằng cái sạc dự phòng của mình. Trong hộp thì nó chỉ có một cái đèn như thế này thôi, và nó sẽ đi kèm thêm một cái cọng dây chuyển đổi nữa. Cái cọng dây này là cái cọng dây nguồn, thì mình có thể sử dụng bằng cái củ sạc của điện thoại của mình, hoặc là mình có pin dự phòng á, mình sử dụng vẫn được luôn. Đó. Cái đầu cắm USB nè. Còn đây là cái đầu cắm của dây đèn cắm vào thân đèn. Thì cái đèn này nó thiết kế của nó cũng khá là nhỏ gọn, nó khi mà gấp lại thì nó cao khoảng 16 cho đến 18 cm thôi. Đó, và đặc biệt một cái là nó rất là nhẹ luôn. Nó nhẹ hiều ạ. À. Nhưng mà cầm thì nó cũng chắc chắn chứ nó không có ọp đẹp cho lắm. Đây là cái chỗ để mình lắp pin của cái đèn này. Và nếu mà các bạn thích sử dụng pin thì sử dụng, còn nếu mà muốn tiết kiệm thì khi mà mình mua thì nó đã cho mình sẵn 3 cục pin rồi, lắp vô sẵn luôn đó. Còn nếu mà ví dụ mà không sử dụng pin, các bạn có cục sạc dự phòng á, thì mình vẫn có thể sử dụng được luôn. Thì cái đèn này là mình có thể xoay được cái cổ của nó nè, để cho mình điều chỉnh về cái hướng sáng của nó cho thích hợp. Chẳng hạn khi mà mình đọc sách hoặc là gì đó thì mình có thể điều gập lên xuống như thế này. Thì nó có 6 mức gập. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì mình nghĩ là mình để ở cái mức số 3 này là thích hợp để cho mình đọc sách hoặc là mình làm việc ở trên bàn này kia rồi. Cái đèn này nó thiết kế cũng khá là đơn giản, thì nó chỉ có một cái thân đèn với một cái trụ đèn thôi. Và ngoài ra thì nó chỉ có một cái nút bấm. Hơi tiếc một cái đó là cái đèn này mình không thể nào mà điều chỉnh cái độ sáng của nó được. Thì nói về cái độ sáng của nó thì mặc dù nó có 12 cái bóng LED và nhưng mà độ sáng của nó không được cao cho lắm. Nói chung là vẫn đủ sáng để mình có thể đọc sách hoặc là làm mình sử dụng khi mà cúp điện này kia đó. Nhưng mà như vậy cũng hay, bởi vì nếu mà ví dụ mà đèn nó chói quá thì đọc sách rất là nhức mắt và đau đầu. Đó, thì cái đèn này nó chỉ ở cái độ sáng vừa phải thôi. Thiết kế của nó rất là nhỏ gọn và nó rất là nhẹ, chỉ có mấy chục gram thôi à. Đó, điều mình thích một cái đó là về cái cảm giác gập cái đầu đèn như thế này nè, rất là thích luôn. Rất là mượt nhưng mà nó vẫn chắc chắn chứ nó không phải mà lỏng le lỏng lét như những cái đèn khác. Đây là cái giá của nó hơi rẻ một chút xíu. Đó, tiền toàn bộ cái đèn này nó chỉ có một cái nút bấm này thôi, chỉ là bật hoặc là tắt đèn. Do là buổi sáng đó nên là mình không có test về cái độ sáng của nó, nhưng mà với 12 bóng LED như thế này thì mình có thể dễ dàng sử dụng để mình đọc sách hoặc là mình sử dụng khi mà đi cắm trại vẫn rất là được. Và cái đèn này là ánh sáng của nó là không phải là ánh sáng trắng mà nó hơi ngã xanh một chút xíu. Đó. Các bạn có thể quan sát thấy nè, 12 cái bóng đèn LED. Do là đây là buổi sáng nên là
Nhìn có vẻ như là nó không sáng, nhưng mà thật sự buổi tối thì nó cũng khá là sáng. Để khi mà mình cúp điện á, hoặc là khi mà nhà mất điện, hoặc là mình muốn đọc sách ban đêm mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh đó, thì mình có thể bật cái đèn này lên. Thì mình nghĩ là cái đèn này nó sẽ rất là bền, tùy thuộc vào cái độ bền của cái bóng led này thôi. Bởi vì nó thiết kế rất là đơn giản và hầu như là nó không có mạch này nọ. Nếu mà thí dụ mà nó có chỉnh được cái độ về mức độ sáng á, thì nó sẽ màu hơn hơn. Còn cái đèn này nó chỉ có một cái công tắc thôi á. Thì về cái nút nhấn công tắc này á, cũng khá là thích. Bởi vì nó không quá cứng cũng như là không quá mềm, nó vừa phải cái tay mình. Mình chỉ dùng cái lực nhẹ thôi, mình có thể bật và tắt nó một cách rất là dễ dàng. Và hầu như khi mà mình bấm một cái á, là nó phản hồi liền luôn, là nó sẽ bật tắt ngay lập tức. Đó. Mình có thể sử dụng pin hoặc là không sử dụng pin cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn có pin dự phòng á, thì mình có thể cắm sạc cho pin dự phòng, cắm sạc pin dự phòng vào trong cái này cũng được luôn. Đó, đây là cái cọng dây kèm theo nè. Cái cọng dây này nếu mà thí dụ mà mất thì mình nghĩ là chắc phải mua một cái đèn khác thôi, chứ rất là khó để tìm cái cọng dây thay thế như thế này. Khi mà mình cắm vô thì cái cảm giác chắc nịch luôn, nó rất là chắc chắn đó. Mình có thể kéo cái đèn này lên luôn, nó không có lỏng và nó cũng không có buông ra. Và cái đầu USB còn lại mình có thể cắm trực tiếp vào trong cái sạc, cái cục sạc điện á, hoặc là trong cái cục pin dự phòng cũng được, miễn là cái đầu USB này. Mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Đó, thì đây là cái cục sạc của mình, cục sạc pin dự phòng của mình, chỉ việc cắm vô thôi. Đó, do là nhiều khi mà cái cục pin dự phòng này á nó đang bị tắt, mà các bạn cắm vô và các bạn bật đèn nó sẽ không lên, thì mình phải bấm nút của cái cục pin dự phòng này để mình bật nguồn lên thì nó mới lên được. Đó, chẳng hạn khi mà đây là mình đã bấm lên rồi nè, và mình cắm vô đó thì nó sẽ sáng đèn. Và mình nghĩ rằng do là cái đèn này nó sử dụng bóng led á, nên là cái lượng pin mà nó tiêu thụ á sẽ không có nhiều đâu. Với cái cục sạc 30.000 mAh như thế này thì mình nghĩ chắc xài mở liên tiếp chắc cũng 5 7 ngày cả tuần gì đó, 20 ngày gì đó, hên xui. Mà đương nhiên là cái đèn này thì mình chỉ để sơ cua để mình sử dụng khi mà cúp điện, hoặc là những lúc cần thiết như là mình ra đường này kia, buổi tối mình cần ánh sáng thôi, chứ còn không thì mình sử dụng đèn ở nhà rồi, không có cơ hội để sử dụng cái đèn này. Mà thật sự thì nói về cái giá thì thật sự là nó quá là rẻ luôn, so với cái chất lượng mà nó đem lại, cái trải nghiệm mà nó đem lại rất là tốt. Đó, khi mà mình không sử dụng nữa, mình có thể gập cái này xuống cho nó gọn, nó đỡ tốn diện tích. Và nếu mà mình sử dụng, mình chỉ việc bật lên thôi. Đó, như vậy là xong. Đó, như là cái cục pin dự phòng của mình nó đang tắt nè, mình có bật cỡ nào nó cũng không lên nữa, nhưng mà mình chỉ việc bấm lên thôi, bấm nguồn để pin dự phòng lên thôi, và mình có thể sử dụng đèn một cách rất là dễ dàng. Đó, thì cái bài review của mình đến đây thôi. À, quên nữa, khi mà mình mua đèn á, thì họ sẽ kèm theo cho mình ba cục pin như thế này. Cục pin này rất là lạ luôn á, hầu như là ở Việt Nam mình không thấy. Đó, Mega Reel. Sản xuất ở Trung Quốc, pin Trung Quốc. Pin này là không có sạc được, cũng như là không, khi mà sử dụng xong á, các bạn nhớ là quăng vô trong thùng rác và quăng vô đúng loại rác để mình có thể tái chế dễ dàng, cũng như là giảm thiểu tác hại cho môi trường.
Đó.